Bỏ cả Giang Sơn vì Tri Kỷ. Ai ngờ Tri Kỷ thích Giang Sơn. Dâm Thái Sư vẫn khỏe chứ hả? Vẫn khỏe đều. Ây chà, nghe nói Thái Sư nhiều tuyệt phẩm tranh họa của Đường Bá Hổ, cho nên hôm nay tôi tới đây là để đem tranh tới chơi với ông nè, xem tranh của ai đẹp nhất. Đừng nói nữa, móc ra coi. Nè, đợi xíu móc liền. Đây, tôi xin trân trọng thông báo quảng cáo cho ông biết, đây là tuyệt phẩm Đà Điểu Trà Xanh Phượng Hoàng Tù Túng. Không, cái bức này đó hả, đang hot hòn hòn trên mạng xã hội. Ông mà đăng tấm này lên Facebook đó hả, là đảm bảo like, view, follow ngập mặt cho mà coi. Để coi ông có cái gì để mà chơi lại với tôi đây. Nè, đừng có dội gái sớm. Nhà chế ba đời chơi tranh, phải kiểm tra xem tranh này là really hay fake trước cái đã. Được. Hương ị, ra check đi con. Ô sự kê phu nhân, trên đời này gái yêu bằng trai, trai yêu bằng mắt. Mà nó nói nhảm cái gì vậy? Anh chỉ yêu duy nhất có mình em, thêm người thứ ba và không có người thứ bốn. Lão già, ông nói con nhỏ này không phải ở bên biên hoài xuống, tôi con ông luôn á. Hai chú cứ bình tĩnh, con Hương nhà ta có một biệt tài rất là uẩn khúc. Mỗi lần xem tranh mà nó nói nhảm như vậy tức là tranh pha kè rồi. Ăn nói hàm hồ, một là nhái, hai là giả chứ làm gì có pha kè. Yên tâm đi, để ta lôi thằng cọp ra thị chứng là biết liền thôi mà. Nếu ngươi á là Đường Bá Hổ thì hãy mau vẽ cho ta bức Đà Điểu Trà Xanh để xem tranh của ta là real hay pha kè. Đã vẽ xong, nhanh mời thị dâm. Ê, cái thằng kia, mày vẽ cái gì giống như con gà nuốt cây thun vậy? À, tại tôi chưa có vẽ xong đó bệnh. Đó, thêm cái mồng nữa nè, đẹp chưa? Mày vẫn mặc cái tao hả? Tao chôn sống mày bây giờ. Ê, dạ dạ. Con thời con ngựa bắn cung, hết thời vô bếp cầm cung bắn gà. Ta đây đích thực là Đường Bá Hổ, thằng nào ngon bước lon ton ra đây đổi đạp. Trên đời hàng vạn ngôi sao, sao anh chiếu hẹn là sao lừa tình. Thế gian có dạng bóng hình, cần gì anh phải chung tình với em. Trên đời mây trắng như bông, ở giữa cánh đồng mông trắng như mây, được không? Ê, hôm nay lão già sẽ chơi khô máu với người một phen. Học cho lắm cũng ăn mắm với cà, học tà tà cũng ăn cài với mắm. Học cho lắm đi tắm cũng cởi truồng, học luồn xuồng cũng cởi truồng đi tắm. Trời ơi, quá cài hay lắm. Thế gian có muôn vàng trai đẹp, ở đây chỉ có một mình tao đẹp trai. Thế gian muôn vàng chăn ga gói nệm, muốn hàng chất lượng thì tới Lavender. Hả? Nó chơi tới Lavender luôn rồi? Ở đó toàn hàng gói nệm chăn ga xịn sò cao cấp. Mau kiếm gói nệm chơi lại đi. Chăn ga gói nệm Lavender ship tận giường trên mọi nẻo đường quê hương. Thua chưa con? Sao mà thua được? Bảo hạnh tới trọn đời. Lavender chăn ga cao cấp cho gia đình và khách sạn, địa chỉ trên màn hình, hotline trên màn hình, thông tin đều có đủ. Trời mày hay quá, hổ mày hay quá, cả người mà cũng biết tới gói niệm Lavender à? Nhà quê như ngươi thì làm sao mua được hàng cao cấp này? Nhất định là ngươi nói xạo rồi. Ngươi quên là họ ship tận giường trên mọi nẻo đường quê hương à? Tao không tin mày có tiền xài hàng Lavender. Tiền tỷ không có, chứ tiền lẻ anh có cả tỷ.